Rồi, hello hello, chào anh em, chào các bạn nhé. Đây là cần giới thiệu tới các bạn cái mặt hàng bên mình đang phân phối đây. Đây các cái dòng đèn LED của bên mình. Đó thì anh em các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào có thể liên hệ này. Đấy, bật này. Bật này. Đấy, con này 100W anh em các bạn nhé. Đấy, 100W này. Con này 150W này. Đấy, con này 200W này. 200W này. Bật này. Đấy, 200W, con này 300W này. Con này tấm pin của nó là 3535 anh em nhé. Đấy, con này là 3532. Thì hai con này 100 và 150 pin bằng nhau. Đấy, nhưng mà số lượng bóng nhiều hơn. Con 150 này thì sáng hơn. Đấy, và con này là 3523, cũng 3523 luôn. Rồi, anh em các bạn có thể liên hệ này. Đây. Hàng bên mình đang đóng cho khách đây. Đấy, mã đơn mã vạch hàng rất nhiều luôn để phục vụ anh em nhé. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ này. Đấy, tổng kho xỉ lẻ toàn quốc cho anh em và các bạn luôn. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp đến phỏng vấn để được tư vấn nhé. Xin chào lại anh em ở video sau.